Vâng, mến chào các bác các anh em đã quay trở lại với Quang Huy Audio, một kênh chuyên test âm thanh bãi, âm thanh cổ. Trong video ngày hôm nay, em sẽ gửi đến các bác anh em một cái video gọi là rất là bổ ích cho những các bác anh em nào mà chưa biết thì chúng ta tìm hiểu các bác anh em nhé. Thì video này thì em mở để chúng ta cùng ngắm nội thất của những cặp loa JBL L16 dòng đờ cát các bác anh em nhé, dòng loa bookshelf cao cấp đến từ thương hiệu JBL. Vâng, trong cái phân khúc mà lanh quanh 7 triệu đến 8 triệu thì cái cặp loa này, nếu mà nói về bookshelf thì rất là khó những cặp loa nào có thể vượt qua nó các em nhé. Và nó sản xuất từ năm 1974, nhưng cái phần loa trang bị trên cái cặp loa này, còn như củ loa bass hay là củ loa chép, nó rất là gấu các em nhé. Nó có một cái củ loa bass có model là 116A, trở kháng 8 ohm và sản xuất là tại California, USA của Mỹ các bác em nhé. Từ là từ Anico. Các bác anh em nào mà chơi JB lâu năm thì nhìn cái từ này là rất là thích đây này. Vâng, từ rất là gấu. Và phần tuyến loa đây, zin đét các bác anh em nhé. Tuyến loa zin đét đẹp. Các bác em chơi những cặp này rất là đáng để sưu tầm đó các bác em. Và cái loa chép của nó có mã là LE25-2. Cái cặp loa này, cặp loa chép này thì nó sử dụng trên những cái đây, cặp loa chép này nó sử dụng trên những cái cặp loa đờ cát 336 rất nhiều đời, là 100 century. Và nó có một cái tụ giấy, và từ trước đến nay các bạn anh em biết tụ giấy là thường sẽ gắn trên những cái cặp loa rất là mắc tiền, rất là mắc tiền đó các bạn anh em nhé. Và có một cái cốt saver chà bá luôn để chỉnh cho giải cao. Và cái phần thùng loa đây, nó được thi công là một thùng, là thùng gỗ ốc chó. Bên gỗ ốc chó nhìn nó rất là đẹp, e căng nguyên bản của nó, các bạn anh em nhìn đã tem mác đầy đủ e căng nguyên bản. Đây, video này thì để cho các bác anh em, nhiều các bác anh em sẽ không thể biết đến để bên trong nó sử dụng những cái cổ loa hay là những cái tuyến loa như thế nào, hay là nó sử dụng những con tụ như thế nào đây. Video này thì các bác anh em được mở mang, cũng như em cũng được mở mang tầm mắt các bác anh em nhé. Các bác anh em muốn em soi nội thất của những cặp loa nào, nếu như hiện tại em đang có thì em sẽ mở cho các bác anh em biết các bác anh em nhé, để chúng ta cùng mở mang tầm mắt, cũng như để các bác anh em hiểu đồ hơn, hiểu giá trị của nó các bác anh em nhé. Các bác anh em xem video mà thấy hay nhớ đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của Bell đăng lên các bác anh em nhé. Cảm ơn các bác anh em đã theo dõi. Xin chân ái và chào tạm biệt. Hẹn gặp các bác anh em trong những video tiếp theo. Cảm ơn các bác anh em.